Vâng, thưa quý vị, phần lớn chị em phụ nữ sau sinh thường có thân hình mập mạp quá khổ, khiến chị em mất tự tin trong giao tiếp xã hội. Có những chị em phụ nữ trở nên béo phì và sinh bệnh, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống. Vậy làm thế nào để giữ được form dáng chuẩn sau sinh? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Phạm Huệ Đan, nhà sáng lập và chủ nhiệm xóm Mẹ Vui, nơi chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vấn đề của bản thân và cuộc sống của chị em phụ nữ. Xin cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia chương trình Bản tin sức khỏe của kênh truyền hình VOV. Thưa bạn, được biết bạn là quản lý của xóm Mẹ Vui, nơi có 2.000 bà mẹ cùng tham gia vào xóm. Thì chị đánh giá gì về cái tâm trạng của chị em phụ nữ sau sinh? Phần lớn là những cái phụ nữ mà sau sinh thì thực tế là xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề về cảm xúc. Chỉ khác nhau một điều đó là có người thì họ sẵn sàng nói, họ sẵn sàng chia sẻ. Nhưng mà phần lớn là có những chị em thì họ lại không thể chia sẻ được với ai những cái tâm tư, những cái tình cảm của mình. Và đó là một trong những lý do mà nó gây ra một cái căn bệnh nó rất là phổ biến. Đó là cái bệnh trầm cảm sau sinh. Đã có những lúc mà chị tâm sự với tôi rằng là sau khi sinh ba con thì có những cái thời điểm chị tăng từ 15 tới 20 cân. Vậy thì cái thời điểm đó cái tâm trạng của chị như thế nào? Chúng ta sẽ thấy là trầm cảm nó sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy. Nó có thể gây béo phì. Nó có thể gây cho con người ta những cái sự tiêu cực trong cảm xúc. Nó sẽ làm cho người phụ nữ có thể là bị xấu đi, bị xồ xề, bị rất là nhiều những cái không tốt, ảnh hưởng đến cái vẻ bên ngoài cũng như là cái sắc đẹp, cái sức khỏe bên trong. Vậy thì ý thức được cái điều đấy rất là rõ, bởi vì thực tế ra thì đứa con thứ nhất và đứa con thứ hai thì do chưa có quá nhiều kinh nghiệm mà tôi cũng đã bị vướng vào những cái tình trạng tương tự, tức là cũng đã có những cái trầm cảm trong giai đoạn mang bầu hoặc là giai đoạn sau sinh và cũng đã để cho cơ thể của mình cũng có những lúc là nó mất kiểm soát. Thưa chị, rõ ràng khi mà chúng ta bị béo phì thì liên quan tới rất là nhiều những cái loại bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa chẳng hạn. Vậy thì chị đánh giá gì về những cái bệnh có thể gặp phải khi mà chị em sinh xong và để cho mình bị béo phì? Tức là cuộc sống càng vội vã, càng nhanh thì lại càng nhiều người béo phì hơn, và cái tỷ lệ đó thực sự là một cái tỷ lệ đáng báo động ở Việt Nam. Và chúng ta cũng sẽ thấy là béo phì thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy cho sức khỏe. Và đặc biệt là nó cũng gây ra những cái sự thiếu tự tin trong cái giao tiếp hàng ngày, trong công việc, trong học tập. Vì vậy mà không phải là chỉ ở mình cộng đồng của xóm Mẹ Vui, mà chúng ta có thể nhìn rộng hơn ra cộng đồng phụ nữ. Đó là cũng có rất là nhiều chị em, đặc biệt là những cái nhóm mà phụ nữ sau sinh thì hay gặp phải cái tình trạng là do bị béo phì và ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng của cuộc sống cũng như là chất lượng công việc. Sau sinh ba con và chị vẫn giữ được một cái form dáng rất là đẹp và rất là khỏe và trẻ. Vậy thì chị có thể chia sẻ với chị em phụ nữ những cái kinh nghiệm của bản thân. Tôi cũng hay chia sẻ với mọi người là theo nguyên tắc của bàn tay. Tức là chúng ta sẽ biết được là dùng bàn tay để mà đo lường được cái lượng ăn như thế nào cho nó hợp lý. Cái thứ hai nữa là thứ tự trong bữa ăn thì chúng ta nên ăn cái gì trước và ăn cái gì sau. Ví dụ như là về mặt nguyên tắc là luôn luôn phải ăn chất xơ trước. Ví dụ như chúng ta phải ăn rau trước, phải ạn canh trước, rồi sau đó chúng ta mới ăn đến chất đạm. Rồi sau đó là chúng ta mới ăn đến những cái chất béo, rồi chúng ta mới ăn đến tinh bột. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là trong cái thói quen của người dân Việt Nam, thông thường khi mà ngồi vào bàn ăn là xới ngay một bát cơm, đúng không ạ? Thì chính vì cái việc mà ăn đang ăn ngược lại cái thứ tự mà đã được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên như vậy thì nó vô tình chung là nó gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy về bệnh tật. Thứ hai nữa là tốc độ ăn trong bữa ăn cũng rất là quan trọng. Chúng ta sẽ thấy rằng nếu như mà chúng ta ăn chậm và nhai kỹ thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Và khi mà chúng ta ăn chậm nhai kỹ thì là dạ dày nó sẽ phát ra tín hiệu, nó báo cho não bộ rằng là thức ăn đang được nạp vào đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta ăn quá vội vã thì tức là chúng ta ăn làm sao để đầy, làm đầy cái dạ dày thật nhanh, thì vô tình chung là có thể là chúng ta đang ăn một cái lượng thức ăn nó quá lớn và nó dư ra so với nhu cầu, thì nó cũng tích trữ lại cái năng lượng thừa, nó khiến cho là nó biến thành gây béo phì. Thưa chị, với những chị em đã bị béo phì rồi thì chị có lời khuyên gì? Nếu như không may mà bạn bị béo phì rồi thì thực tế ra là về vấn đề liên quan đến vẻ đẹp thì bạn hãy nghĩ rằng là để mà đánh giá cái vẻ đẹp của một người có rất là nhiều yếu tố, có cả cái vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp bên trong. Nếu như trong trường hợp là bạn vì một cái bệnh lý nào đó mà khiến cho bạn bị béo phì, nhưng mà cái nét đẹp nội tâm của bạn nó vẫn tỏa sáng rạng ngời thì bạn vẫn là một người đẹp. Tuy nhiên là với chị em phụ nữ nói chung thì đừng có vì không kiểm soát được cái miệng của mình hay là cái thói quen của mình mà khiến cho mình trở nên béo phì. Bởi vì có một cái thực tế chúng ta phải thừa nhận rằng khi mà người phụ nữ mà bị dư cân ấy thì sẽ trông già hơn tuổi rất là nhiều. Còn khi mà người phụ nữ thon thả gọn gàng ấy thì là nó sẽ là một cái dấu hiệu mà người ta hay gọi là lão hóa ngược. Tức là chúng ta sẽ duy trì được cái sự trẻ trung nó rất là lâu và chúng ta có thể mặc được rất là nhiều bộ quần áo, rất là nhiều phong cách khác nhau. Và cái việc mà duy trì được cân nặng hay là có thể nói rằng là chúng ta giảm cân, chúng ta giữ được cân ý, thì chúng ta cũng rất là tiết kiệm trong vấn đề mua bán quần áo.
mọi người sẽ thấy rằng là nếu như mà chúng ta có một cái cơ thể nó to béo thì chúng ta mặc cái gì chúng ta cũng không thấy hài lòng với bản thân, và chúng ta sẽ phải đi hết ngày này đến ngày khác, hết tuần này đến tuần khác chúng ta tìm mua những cái bộ đồ mà chúng ta thấy rằng đẹp và tự khiến cho mình tự tin. Nhưng thực tế ra là chúng ta không tự tin là không phải là do quần áo, mà là do cái cơ thể của chúng ta nó đang không được đẹp như chúng ta mong muốn. Vì vậy mà hãy tập luyện, hãy ăn uống một cách khoa học, hãy giữ sức khỏe, hãy giữ cân nặng ở một mức độ ổn định.